Xin chào các bạn, mình là Duy đây. Hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2022 đó. Thì hôm nay mình mượn một cái mã BOS đó, bên cổ phiếu, để mà chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp mà mình tìm cái điểm mà mua vào hoặc bán ra như thế nào á. Thì cái phương pháp này là được anh Tài bên phương pháp thành công á, anh hướng dẫn. Nếu mà các bạn mà muốn nghe bản gốc thì mấy bạn lên trên YouTube á, mấy bạn search là phương pháp thành công, xong rồi mấy bạn dò theo đó. Anh có nói, anh người Việt kiều á, nếu anh nói không rõ thì mấy bạn cứ tập trung vào nghe. Còn đây là mình mô phỏng lại bằng cái thực tế. Thì đây là một cái dạng biểu đồ. Hiện tại là mình không biết cái giá nó sẽ đi lên hay đi xuống, mà hiện tại là mình thấy là cái giá nó từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, và bây giờ là tháng 2 đó, thì cái giá nó đang sideways. Rồi bây giờ mình muốn mà mua, việc đầu tiên là mình mua thử một cái giá ở đây. Giờ giá nó giảm xuống nè, ví dụ như là mình cần xuống tiền là 1.000 cổ phiếu giá 15, là khoảng 15 triệu. Thì chẳng hạn bây giờ mình mua thử một lượng nhỏ nhất, cái lô nhỏ nhất của hiện tại của cổ phiếu là 100 đó, sàn 100 cổ phiếu là mình nhân lên 115.000 là nó ra cái giá ha. Thì cái lô nhỏ nhất 100 thì mình mua 1/10 trên cái tổng lượng mình muốn mua là 1.000 cổ phiếu. Thì hiện tại là mình mua ở đây rồi, mua thử nha, mấy bạn đừng có mua liền, mua thử 100 con rồi để mình bật cho mấy bạn coi nó chạy như thế nào. Okay. Đó, bây giờ giá nó lên rồi nè. Nó lên là mình có lời rồi mấy bạn. Đó, để mình bấm dừng lại đây các bạn. Thì tới cái khúc này là mình đã có lời rồi. Mình mua ngay khúc này. Mình lúc mình mua không biết nó có lên hay không nha mấy bạn. Nó có thể đi xuống luôn đó, nó xuống cái vùng giá mà 10.000 luôn đó. Nhưng mà mình hên quá, mình mua cái lượng đầu tiên mình đã lên rồi. Đó, thì mình cứ để nó lời thôi. Nghe không? Để nó lời để mình đo thử coi nó lời bao nhiêu. Lời được 68% rồi nè các bạn. Rồi để mình bật cho nó tiếp thì nó lên tới đâu nó quay đầu xuống ha. Rồi nó đổi đỏ rồi nè, giờ bây giờ nó chuyển xuống rồi nè. Rồi nó chuyển xuống để mình coi nè. Rồi mình bấm. Đây, nhỏ dừng lại. Thì từ cái đỉnh á, giờ nó giảm xuống rồi, mình đo thử coi. Ngay khúc này đừng đo trên cái đỉnh nha các bạn, vì trên đỉnh này cái lượng mà nó khớp lại nó ít lắm, dưới đây nhiều hơn. Mình đo xuống đây là 40% rồi nè. Là cái nhà đầu tư họ tới này này nó họ chưa có cảm giác gì đâu, nó phải lỗ xuống khoảng 30%. Nó khúc này thì mới có cảm giác là người ta muốn vào, người ta bắt lại đáy, cũng như là theo kỹ thuật á, thì nó trùng với cái đỉnh cũ nè, thì người ta họ vào bắt đáy để mà họ kiếm lời 30% á. Rồi để mình để như đây mình coi khi nào nó giảm xuống ha. Rồi để mình bấm cho nó nhanh một chút. Ồ, nó quay đầu lên rồi nè các bạn. Nhanh tương tự để cho nó tạo cái đỉnh đó. Mình chia sẻ cho các bạn cái phương pháp. Rồi đó, nó chạy xuống rồi đó. Cái khúc này là người ta lỗ đã 50% rồi các bạn. Rồi anh bấm dừng lại các bạn. Đó, cái này là mình đã xác nhận được đỉnh đáy rồi nè các bạn.
giấy rồi, khoảng 38% rồi đó. Thì bây giờ mình coi thử cái điểm mà mình mua vào mình sao việc đó. Thì việc đầu tiên á là mình mua thử rồi, tới nay mình không có chốt lời, mình chưa quan tâm đến lời lỗ đó. Hiếm khi mà mình mua một phát mình ăn liền rồi mình chốt ra mình nghỉ khỏi thị trường đó. Thì để mà ra tới đây rồi á, thứ nhất là đây là cái vùng đáy nè, đây là cái vùng đỉnh nè. Bây giờ mình phải dùng quy tắc 1/3, quy tắc mình chia sẻ hôm nay là quy tắc 1/3. Tôi nghĩ là mình chia từ đỉnh xuống đáy làm 3 phần ha. À, thì mình dùng cái công cụ Fibonacci này đó, mình chia làm 3, đây đáy đây đỉnh, thấy không, từ số 1 nè đến số 0 nè, chia làm 3, 0.33, 0.66 rồi mình chia qua đây, mình kéo qua đây, mình không quan tâm ha. Thì mình mua cái giá ở đây rồi, cái giá là 15 ngày phút này, bây giờ nó lên tới đây là nó lời đâu khoảng 100% đi. Bây giờ nó giảm xuống đây, nó giảm xuống cái phần thứ nhất rồi này. Thì quy tắc 1/3 ở đây người ta nói sao? Người ta nói á, mình mua cái vùng giá nó chỉ nằm ở cái ô số 3 này thôi, còn nó vượt qua một cái ô, cái vùng thứ nhất này đó, mình đem từ dưới lên thứ nhất này thì mình không mua nữa. Thì bây giờ giá bắt đầu nó phạm xuống đây rồi nè, bắt đầu mình sẽ mua dần, mình mua dần cho đủ lượng 1.000 cổ phiếu của mình thì thôi, đủ số lượng ha, mình không quan tâm giá ha. Giá có thể nó chạy từ 18.500 cho đến 12.900 ha, thì mình mua trong này lúc nào cũng được, nhưng sao cho đủ 1.000 cổ phiếu của mình thôi. Đó là phương pháp mình mua. Rồi giờ mình bấm nè cho nó chạy, nó quay lên, như vậy là mình có FOMO nha, mình có mua nha. Trời, nó xuống rồi, nó xuống một phát nè đó, xuống một phát, xuống đây là mình làm được một phát nè, hai phát rồi, bấm dừng ra đi. Thì nghĩa là xuống đây nếu bạn mua không kịp giá qua lên thì bạn cũng đừng có vội mua ở đây, mà mấy bạn đặt một cái lệnh order ha, là điều kiện á, để mà là điều kiện á, để mà nó đúng vào cái đây thì nó khớp lại ha. À, thì nó khớp lại ha. Rồi tiếp cho bạn coi, đó là cái cách mua, nó cứ đặt vô đây thôi là khớp lại. Đây mình có giá số 2 như đây, tới đây á thì mình thấy nó thấp quá thì nó quay lên đây nè, chốt này thì mình đặt tiếp một cái lệnh ở đây, mình sao cho nó đủ thôi nha mấy bạn. Rồi là xong, nhưng sao đủ 1.000 là xong lệnh luôn. Mà mấy khúc sâu sâu đây này thì mình đặt cho nhiều cho nó khớp cho nó nhanh, thì khúc này người ta chán nản là khớp cho nó nhanh nha, đừng đặt ít. Chỗ đây thì mình đặt ít cho nó dò dò, khúc này mua cho nhiều vô thì cái vùng này rất an toàn, mình mua 1/3 từ 0-33 rất an toàn. Rồi đó, đó giá nó rơi xuống nè, mua nè. Rồi là xong quá trình mua ha. Để mình chờ cho nó vượt qua cái điểm này là mình sẽ nói cho các bạn. Rồi thì ngày hôm nay là nó vượt qua nè, thì mình thấy cái dạng biểu đồ này nó hợp với cái phương pháp mình đã chia sẻ, thì mình làm cái video để mình hướng dẫn cho các bạn người mới nó đỡ cái rủi ro đó. Mình đỡ rủi ro ngay ban đầu rồi á là mình gồng lời đã lắm, là sau này mình lời mình, nếu mình lỗ thì mình lỗ khoảng 30% thôi, nó về tới cái đáy là 30% rồi mình cắt ra, thấy không? Họ về tới đây mình chưa cắt nữa, vì cái đây cái vùng mình mua mà nó phải từ đây nè đi xuống nữa thì mình mới cắt đó. Thì bây giờ nó đã vượt ra rồi thì mấy bạn không mua nữa nha, mấy bạn cứ lên qua là không mua nữa, mà dưới cái 0.33 thì mấy bạn cứ mua vô thoải mái luôn, dù xuống đây thì giá nó cao thì mua ít, mà xuống đây thì mua nhiều, mua sao đủ 1.000 ngưng mua, nó đủ cái mà cái lượng vốn bạn phân bổ rồi ngưng mua. Rồi bây giờ chốt lời khi nào? Thì chốt lời khi cái giá nó đi qua hết cái ô vùng xanh này, ô thứ hai là lên nó qua khoảng 66%, là từ đây lên đây là bạn lời khoảng 30%, thì nó 100% mình chia 3 là mỗi ô là 30%, mình mua cho 30% giá thấp, thì nó vượt 30% rồi đó, thì mình bắt đầu mới nghĩ đến chuyện chốt lời là từ giá 24 cho đến 29 là mình sẽ chốt lời trong vùng này. Đó, trong 1.000 á, ngàn đầu tiên qua đây thì mình chốt bớt một ít đi, rồi 100 con chẳng hạn,
rồi qua đây mình chốt 100, cho nên tới đây mình chốt hết là xong, là mình lời trung bình á là trong khoảng này là khoảng 30%, là tương đương là hơn. Đây là quy tắc 1/3 mình muốn chia sẻ cho mọi người. Rồi xin chào mọi người, nếu mà các bạn thấy video này hữu ích á thì hãy cho mình một like ha. Nếu mà mình xem trên mạng thấy có gì hay á, mình sẽ chia sẻ lại các bạn nếu mình gặp trong thực tế. Xin chào.